Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Hào quay lại và Hào quay một cái video clip để hướng dẫn cho mọi người về cái cách mà mình sẽ chạy về lưu lượng truy cập ở trên Facebook mọi người ha. Rồi, ok thì bây giờ bắt đầu mình sẽ bấm vào trong cái trình quản lý quảng cáo như này. Và đầu tiên thì mình sẽ bấm vào là tạo quảng cáo ở đây. Thì trong cái chỗ tạo này thì mình để cái nhóm quảng cáo của mình, tên chiến dịch của mình thì mình cứ đặt theo cái tên của mình ha. Như mình thì đây là chạy là lưu lượng truy cập thôi mọi người ha. Cái này nếu mà mình chưa chỉnh thì mình chỉnh lại là lưu diệp lượng truy cập. Mình thì mình để những tên nhóm thì nó cũng khá là hài hước. Mình sẽ để là mình sẽ đổi những cái như vậy, giống như là mình đăng NLP như vậy thôi. Cái này thì các bạn có thể đặt theo tùy các bạn rồi mình bấm vào vào lưu lưu vào bản nháp rồi thì nó sẽ ra cái này. Ok, cái này nó đỏ hay không á, thì không sao, cứ để đó. Rồi thì xong, sau đó thì mình sẽ bấm cái nút này để mình tắt nó. Và nếu mà nó có để lên chữ là nó có để một cái ô chỗ này là gì ta, đăng á, đăng hoặc là hủy á, thì mình không có bấm chữ đăng ngay chỗ đó nha, mà mình sẽ thoát ra, mình sẽ làm hết tất cả một lần rồi mình hẳn đăng ở chỗ này, còn bây giờ mình chưa đăng. Rồi ok, tiếp tục thì bạn sẽ bấm vô phòng phần nhóm quảng cáo. Rồi ở chỗ này thì mình bấm về phần chỉnh sửa, mình để là message, rồi mình để một ngày là 1 triệu. Ok, và mình bỏ qua cái này, ẩn đó. Rồi ở dưới đây thì mình đang chạy về Đài Loan, mình sẽ để ra Đài Loan, sẽ tắt Việt Nam luôn. Cái này thì tùy target mỗi người ha. Rồi, ở dưới đây thì mình để full tuổi, để dưới đây thích Việt Nam, tiếng Việt. Làm sao mà để cho cái lượng tìm của mình ở đây nè nó phải lớn hơn, có nghĩa là nó phải từ 1 triệu trở lên thì nó mới hiệu quả, nó mới ok cho mình. Đó là 1,2 triệu nè, không ok, tiếp tục nè. Cái gì mà liên quan đến Việt Nam mình cứ để vào đây. Bùi Tiến Dũng tại đây rất là hot. Sơn Tùng MTV.
mình sẽ cho những tỉnh thành ở Việt Nam vào đây ha. Ok. Hà Nội chưa ta? Ok, Hà Nội. Rồi, nói chung cũng tương đối. Ở đây thì nếu như vậy thì mình sẽ thêm một cái nữa. Để coi nó sẽ ra cái gì. À, ok, Đà Lạt đây. Rồi, ok. Nó ra tầm khoảng bao nhiêu đây người ha. Rồi, ở dưới đây thì mình bắt đầu mình kéo qua hết, mình để chỉnh sửa bên vị trí quảng cáo, mình để chỉ thiết bị di động thôi. Dưới đây thì mình sẽ tắt Instagram thôi, coi nó còn bao nhiêu người ở đây ha. Ok, nó còn 4 triệu người. Rồi, mình để luôn cả message ở đây ha mọi người ha. Rồi, mình đặt dây hình dưới thông. Mình click vào liên kết. Mình để tăng tốc luôn. Và ở đây thì mình đẩy giá thầu là 150.000. Tùy mọi người, có thể đẩy giá thầu ở đây là từ 100 cho đến 200.000 là tùy mọi người ha. Cái này thì thấy anh em đặt sao mình cũng tò mò mà đặt vậy, thì mình cũng chia sẻ thật là mình cũng chưa rõ về cái này lắm. Nhưng mà mình cứ đặt như vậy thì thấy nó cũng rất là hiệu quả. Ok, tiếp theo mình sẽ bấm vào đây để cho nó qua cái phần mà nhóm quảng cáo chỗ này, à, cái bài viết quảng cáo chỗ này nè. Rồi, chỗ này thì mình sẽ chỉnh sửa. Bắt đầu mình sẽ chọn trang lên. Đây, ok, chọn trang nào. Đâu rồi nhỉ, đâu rồi, đâu rồi. Đây, nâng cơ xóa nhan chuẩn Mỹ đây nhỉ, ok. Thôi, ở dưới đây thì mình sẽ chọn video. Và mình sẽ chọn là cái video mà đã có sẵn. Ở dưới đây chọn chữ chọn video. Ở đây có cái video trên trang là video đã có sẵn cho bài viết ha. Đó, cái video này. Ok, video mình tự làm, mình tự quay luôn. Ok chưa? Đấy. Mình đấy mọi người. Ok, bây giờ mình bấm vô đây, mình sẽ chọn cái hình ảnh mà mình đưa lên video của mình. Là cái hình này để cho nó bắt mắt người dùng, bắt mắt xem. Mình đang chạy về Lăng Khứu Mùa mọi người ha. Ok, nhìn thấy cũng ấn tượng đúng không nào? Rồi, chỗ này thì mình đã có sẵn một bài viết rồi, mình phải chuẩn bị trước một bài viết viết ở ngoài trước ha. Ok, rồi mình sẽ bấm vào đây. Mình sẽ ra như vậy. Sẽ lấy cái cảnh khác vào. Nhìn cũng khá khá bắt mắt mọi người ha. Đấy. Rồi, xuống đây thì mình sẽ có cái phần chỗ này kết nối Messenger. Tắt cái chỗ này đi. Mình sẽ ghi bằng chữ của mình. Đây nè, nó sẽ hiện chỗ này nè ha. Thì mình sẽ ghi vô đây là cái gì? Mình sẽ ghi vô đây là cái phần là mình cho lại số đi, 3.350.459 người đã mình viết hoa đi. Hết tại Đài Loan. Ok. Mình đang đánh bên Đài Loan thì mình sẽ để như vậy để cho nó bắt mắt người Việt ở Đài Loan. Ok.
Ok, dưới đây mình sẽ để thêm chữ là nhấp vào mình không cần để đây. Rồi, ở dưới đây thì bắt đầu mình sẽ chọn mẫu tùy chỉnh đó, thì bắt đầu mình sẽ chọn cái mẫu mới, cái đó mình tắt đi, mình tạo mẫu mới. Khoan, để mình coi lại cái trên đây của mình là, để mình copy này, tạo mẫu mới vô đây thì bắt đầu mình sẽ lấy cái này đi, luôn trong cái hình ảnh, chọn cái hình ảnh để lên trước, đó là hình ảnh của mình. Này rộng quá. Tìm hình trước, hình phải lên là hình chữ nhật. Ok, cái bên đây được không thấy? Để tôi xem coi, mình thấy được rõ không? Tương đối cũng ok. Rồi, ở đây thì bắt đầu mình sẽ để là mình viết ngoài đây thì mình copy cho nó nhanh. Đó là chào bạn. Rồi, đó, mình cắt nó ra ha. Chút xíu mình sẽ để tên là, mình sẽ ghi tiếp theo là bạn, bạn muốn mua cho dùng hay ai dùng. Rồi, ok. Mình sẽ copy cái phần này. Đi mất luôn ha. Ở đây mình sẽ tới cái khung ở đây đấy, ok chưa? Rồi, cái chỗ này bắt đầu mình sẽ để là tên đầy đủ của người đó thì nó sẽ hiện lên, thấy không? Tên của mình thì nó sẽ hiện lên là chào bạn Vũ Xuân Hào. Thì khi mà người ta bấm vô cái liên kết đó, thì tự động cái tên của người ta nó sẽ nhảy trên đây luôn đấy. Rồi mình hỏi dưới là bạn muốn mua đúng không? Bạn muốn mua lăng chị à, bạn à, nó hay bị vậy nên là mình phải làm mua lăng. Ok, xe gì? Cho mình dùng hay dùng, ok rồi. Cái này đi. Bạn mua tại sao nó nhảy lại nhảy cái này nữa? Bạn muốn mua lăng đặc trị cho mình dùng hay dùng đấy, em nào. Rồi, ở dưới đây thì mình sẽ đánh lại là 3.359
Ok, kỳ không mọi người ha. Ok, cho nó lùi dưới đây. Đấy, không bấm ra nó lại nhảy chữ. Đấy, ok. Xong. Như vậy là xong, có hình ảnh là xong. Rồi ở đây mình có thể để là là lăng đài, đài lăng. Ok, là xong. 350.4. Ok. Đã hết tại đài này. Ok, hết thì sao cũng được. Đấy, như vậy là xong. Ok, nhưng cũng mắc cái vùng. Bấm đi xem. Hello, Ok. xin chào tất cả. Ấy 5 năm chỉ vì Honor. Ok, đơn. Rồi, xong. Mình kể một câu chuyện ngắn thôi ha. Không cần dài lắm. Bấm đây. Ok. Thì là xong. Xong chỗ đó. Thì mình xem lại và đăng ở đây. Bấm vào. Và đăng đây. Rồi, đợi đến khi mà nó hoạt động thì bắt đầu mình sẽ nhân lên tầm khoảng từ 10 cho đến 15 nhóm, và cứ mình đặt giới hạn cho chi tiêu của nó là tầm khoảng chừng là 50 cho đến 70 ngàn, hoặc có thể là 100 ngàn cũng được. Rồi xong sau đó thì mình cứ tắt mở giới hạn như vậy thôi, cứ tắt mở giới hạn một ngày như vậy. Ví dụ mình chạy là 300 ngàn thì mình sẽ tắt mở 3 lần, mỗi lần là 100 ngàn đó, ví dụ vậy. Còn mọi ngày hôm đó mà mình chạy nhiều thì mình cứ mở nhiều, xong rồi cứ cứ đến cuối ngày rồi mình hẳn vô mình xem lại ha. Ok, đây là cái video mà mình làm để hướng dẫn về cách mà mình chạy lưu lượng truy cập. Rồi, xin cảm ơn mọi người đã theo dõi và chúc cho mọi người làm thành công.